Nguyên liệu chính để làm món ớt sa tế gồm có 100g hành tím, 100g ớt đỏ như thế này. Ớt sau khi mua về mình sẽ phơi một nắng. Và mình cũng cần 100g sả. Sả cây đó. Bên cạnh đó mình cũng cần chuẩn bị 100g tỏi. Và thành phần làm cho cái màu hấp dẫn hơn, mình sẽ cần chuẩn bị 30g hạt điều đó cả nhà, để mình sẽ phi lên. Các nguyên liệu này rất là dễ tìm luôn. Và bây giờ mình cần phải xay tất cả tỏi nè, sả nè, hành và ớt. Còn cái màu điều mình sẽ phi với dầu. Bây giờ mình sẽ xay hành, tỏi, sả trước, ớt mình sẽ xay sau cùng. Thế này chút xíu nữa mình sẽ thắng với dầu để mình tạo màu cho nó đẹp. Ở nhà các bạn mà không có cái máy xay đó thì mình bằm nhuyễn ra. Nhà mình đang sử dụng cái cối xay inox nhỏ nhỏ như thế này. Cái cối xay này là dùng để xay tiêu đó. Mình sẽ xay hành được. Mình sẽ cho 100g hành vào trong cái cối này. Và mình cho lên cái máy xay này. Mình sẽ nhấn cái nút thả này nè. Sẽ cho ra một góc như thế này. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái phần tỏi vào đây. Mình cũng xay nha. Máy này xay nhanh lắm luôn. Rồi với cái phần sả này mình sẽ cắt ra trước khi mình cho vô máy. Cho cái phần hành xả vào đây. Mình cắt cái phần non thôi, còn mấy cái phần dài dài như thế này mình bỏ đi nè. Đây là cái phần sả nè. Sả như thế này rất là ngon luôn đó. Và mình cũng sẽ đổ ra trong cái dĩa như thế này. Và cuối cùng là mình sẽ xay cái phần ớt này. Ớt này mình cẩn thận, rất là cay luôn đó. Đừng có đụng vô.
Thường là dùng ớt như thế này mình cần phải mang bao tay đó, nhưng mà cố tốt nhất là mình dùng lấy cái muỗng đó, mình đừng có đụng vào ớt vì rất là cay, cũng không có nên đưa lên mặt nha cả nhà, cay lắm. Như vậy là các nguyên liệu mình đã xay xong rồi này. Và bây giờ mình sẽ xào thôi. Mình sẽ cho một ít dầu vào đây. Sau đó mình sẽ cho 30g màu điều vào. Mình cho thêm một ít dầu nữa. Bây giờ mình cần chuẩn bị một cái chảo khác, bắt đầu mình sẽ xào tỏi, hành, sả và ớt. Mình sẽ đổ dầu vào đây. Mình chuẩn bị từ 3 đến 400ml dầu hoặc là nửa lít dầu cũng được. Mình làm nhiều hay ít là tùy mình. Marin cho khoảng 500 dầu này. Mình sẽ xào hành với tỏi trước. Rồi bây giờ mình sẽ cho sả vào. Mình sẽ xào cái phần này cho đến khi nào có màu vàng là được. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ cái phần tỏi, sả và hành đó, mình xào nó đã hơi vàng rồi nè. Mình chờ cho nó vàng một chút nữa. Mình sẽ cho cái phần ớt vào. Đây, cho vô được rồi đó. Ở trong gia đình mà có ngay một cái hũ ớt sa tế để sẵn rất là tiện dụng luôn. Bất cứ khi nào mình ăn mình cần mình sẽ lấy ra thôi. Vì vậy mà mình làm như thế này mình sẽ để được rất là lâu. Marin để được cả gần 2 tháng vẫn thơm ngon như thường luôn đó các bạn. Mình bán đồ ăn sáng nó cũng cần một cái hũ ớt sa tế như thế này nè. Marin nấu súp đó cả nhà. Trẻ em thì không ăn ớt đâu, nhưng người lớn hay yêu cầu phải có ớt sa tế, bỏ vào súp như vậy mới thơm mới chưa ngon. Cho màu điều mà cái màu này đã rất là đẹp rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần màu điều vào. Mình sử dụng một cái rây lọc như thế này. Mình sẽ đổ vào đây.
cần xào một chút xíu nữa thôi là được rồi. Màu sắc rất là đẹp luôn nè. Thơm nữa. Mình làm kỹ như thế này đó, mình bảo quản, mình để được lâu lắm. Khi mà cái phần ớt sa tế của chúng ta nó chín rồi đó, mình sẽ nêm vào đây một ít nước mắm để cho nó dậy mùi, để cho cái phần ớt của chúng ta nó đậm hơn. Và một ít đường vào đây. Rất là thơm, mình có xíu nước mắm nó thơm lắm cả nhà. Mình cho một xíu nữa. Mình cho khoảng 2 muỗng. Và cho vào đây một ít đường. Cho vào đây một muỗng đường. Như vậy cái phần ớt sa tế của chúng ta dậy mùi rất là thơm. Gọi mình tắt bếp. Mình chuẩn bị một cái lọ thủy tinh như thế này. Mình sẽ cho vào đây. Bây giờ là được rồi nè, tới rồi đó. Mình sẽ tắt bếp đi, mình chờ cho cái phần dầu này nó nguội. Cái phần ớt sa tế nó nguội mình sẽ bảo quản trong một cái lọ thủy tinh đấy. Như vậy Mai Rương vừa chia sẻ đến cả nhà mình cách làm ớt sa tế rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công. Bye bye!